ngồi xuống. Và kính thưa các trường, trước hết vào buổi liên hoan Tân Đô chiều nay, chúng tôi đã cho hai tuyển thủ anh Duy Mạnh và anh Hoàng Sơn đi tổng hợp bắn pháo hoa tại Đà Nẵng trở về đêm qua, cho đây bắn rất đúng điểm, đúng đích, đúng thời cơ, tổng cộng rồi là bắn tới 300 quả. Còn hai quả nữa dành cho chú Lê bắn được bất cứ lúc nào trong dạ túi đêm nay. Còn giờ xin mời lên mất chúng ta tuyên trồng quốc gia để tiếp tất cả các bà, các bà con cao tuổi cho bạn hôm nay. Kính thưa tất cả các trường, trưa nay quốc kỳ Việt Nam mình sẽ chút rất vinh minh thắng lệ, âm thanh hoành tráng, sân khấu là mạng, ánh sáng trao đảo, nhạc cơ sơ sao, ca thịt là đường, trung tâm nhạc Hoàng Sơn và nhà chúng ta sẽ ra mắt tất cả cái gì bằng cả thiết ta. Và kính thưa tất cả các trường, đơn vị đẹp như hoa, tôi biển đầu cái biển cả, trong vườn mình nhiều ngả, hoa cũng là hoa, đã hoa là anh cũng chẳng bán cũng chẳng mua, hoa này là tù nghiệp để vào lòng nhau. Giờ đây hai mái đầu xanh, hai tà áo trắng, tình nghĩa em tận dầm với nắng của số đỉnh cao. Kính thưa tất cả trường, và với em họ gái tân thịnh quê ta, em nào em lấy đúng nhìn nước xa hồng hào. Đêm qua anh nhận em bàn tán xôn xao, giờ đây trời mát mẻ đi đá phải chơi vào một bồ trong ngon. Để họ nhận anh ba bốn đứa con, về sau gương ngắm đi ngắm lại tưởng mình là còn mơ. Đêm nằm từ bảy tám chín là mơ, khi mơ thì thấy khi rờ thì không. Người ta bảo rằng đá cưới mà đá mùa đông, khi đêm nào nó ở bên trên không của nào. Hôm nay đám cưới đúng một sự mùa hè, để nhiều em son phấn đúng thời tiết nghề. Ngay bây giờ thay lời nhà trai, đây là chú rể, người là bên trên đường, chân thành xin cảm tạ tất cả các bạn thanh niên, các vị con cao tuổi, chân thành cảm ơn cái sự hiện diện có mặt của bạn bè con trai của chú rể. Xin chân thành cảm ơn bạn bè của chú rể trong giá đã từ Nam Cấm điện tử từ Nam Cấm hôm nay. Các huyện lân cận cùng trở về làm niềm ưu ái và kính thưa tất cả các trường. Thế rồi tôi nghe chú rể bảo rằng em ơi, yêu nhau thì là núi cùng trèo, chăm sóc cùng người ngàn đèo cùng qua, đường sang họ gái xa cùng chẳng là xa, nếu mà đi tắt thì cũng chỉ qua một đoạn đường. Ánh thiên nhiều hôm trời tối không đèn, tôi thấy chú rể gần sang đó để chia thăm nàng, nhiều đêm xuống ánh trăng vàng, anh chị đứng bên nhau tận tình để cho trẻ con tân thịnh nó rình, hai chị cứ đứng không giật mình là tình bơ. Phải chăng đừng vợ ngọc cứ giả kết làm ngơ mà trong lòng sung sướng đúng như mơ được thì ra, mà con kiến mà đã xảy ra leo một cái cổng leo ra leo vào trong nhà dưới dưới sông sao, đó là dâu mới vừa đi vào đi ra, trước nay cô dâu môi đỏ má đào, biết trộm chú rể là cái nhìn vào nhìn ra, à còn chú rể trước nay luôn miệng nở như hoa, hôm nay phải trốn sang cỏ để yên ra rồi lại đi vào. Còn các bạn trẻ thanh niên ngồi dưới sông sao ở nơi này đẹp đúng là ngang với cành đào nhà tân, đúng như vậy. Xin mời quý chúng ta cùng chứng kiến hai bông hoa xinh đẹp đưa này. Trước hết xin mời các ông các bà chúng ta cùng ăn chồng uống nước, chồng này là chồng nghĩa chồng tình, chồng thương chồng nhớ chồng mình với ta. Chầu này không phải ân cha, chầu này cúc, chầu ta nữ lấy nàng. Phải nói rằng, chầu này năm nay thì cục đắt như cao 15.000 một quả thay nhau ở trời nhà. Còn xin mời các bạn thanh niên chúng ta cùng ăn kẹo hồng nồng nàn tình cảm, uống cốc chè đàn đậm đà tình thương. Và chúng ta rất nhiều ca khúc để lên sức mạnh tình yêu. Ngay bây giờ, xin mời chúng ta cùng trường phải nói rằng sự kiện rất hợp với thầy tè và phải nói rằng vui vẻ với chủ nhà. Cảm ơn MC. Hôm nay là ngày vui của anh chị. Chúc anh chị làm hạnh phúc. Chúng này thì con gái hát rồi, con gái tao ơi. Oh,
Hey, hey, hey.